Rồi, hello anh em. Hôm nay lên một con Amply mini, công suất cũng khá lớn, quýnh được lo 2 tấc rưỡi luôn. Ở Amply này chạy được hai dòng điện, một dòng điện là 220 bình thường và một dòng điện DC 12V, xài điện bình luôn nha anh em. Điện bình thì chúng ta gắn ở cọc đằng sau. Và con máy này thiết kế rất là nhỏ gọn, chạy bốm sò, tăng phô xiến, nghe nhạc karaoke cũng tương đối hay. Và có tích hợp bo Bluetooth, Bluetooth nè, FM và đọc được hệ nhớ USB đầy đủ nha anh em. Hàng tiễn, độc lạ và giá cũng phải chăng. Con này tình trạng giá là 650k, máy là full chức năng hết nha. Bây giờ mình sẽ test đầy đủ chức năng cho anh em xem. Và chạy được, gắn được hai cái lỗ mic karaoke, nghe nhạc, chạy được Bluetooth nhỏ gọn, giá chỉ 650k. Anh em nào xem thấy thích thì liên hệ mình đặt hàng. Con này tình trạng ngoại hình đẹp và gục gen là máy móc còn zin hết nha anh em. Đó, ở đây là mình test. Đây nè, ba lăng nè. Đó, ba lăng nè. Và chỉnh được nút bass chép nè. Chép nè. Bass nè. Đó, bass đó. Đó, thì phần nhạc chúng ta chỉnh được hai con bass và chép và nút ba lăng. Thì ở đây mình đang gắn tín hiệu ở cổng bông sen, ở cái đường VCD CD ở đằng sau. Bây giờ mình sẽ cho qua tín hiệu của cái bo này là USB SD nè. Mình nhắn vào nha anh em. Nhắn vào là sẽ được sử dụng toàn bộ của cái mạch này. Đây, ở đây mình sẽ chỉnh chế độ gì đây. Nó có đầy đủ nha. Đó, ở đây là FM ha. FM nè, dặn lên. Đó, FM đầy đủ nè. Đây. Đó, cũng rất là nhiều đài nha anh em. Mình dò sóng đầy đủ hết nè. Đó, đây đài số 3 nè. Số 4 nè. Có anten ở đằng sau luôn. Đó, cái này thì chúng ta tự dò sóng rồi bắt ha. Rồi mình sẽ chuyển sang chế độ Bluetooth. Ở đây cái bóng đèn này nó chớp chớp là do cái điện thoại nó quay nó chớp nha anh em. Chứ hoài là chúng ta xem rất là rõ. Ở ngoài là chúng ta xem bao rõ luôn. Tại nó qua điện thoại thì nó quay nó sẽ bị chớp như thế. Chứ ngoài là chữ là nó đầy đủ nha, Bluetooth đó, ghi chữ đầy đủ nhưng mà qua điện thoại thì nó chớp như vậy. Rồi bây giờ em bật Bluetooth lên ha. Đây, Bluetooth nhận rồi nha anh em. Nha. Rồi test nè. Đây, đó, nhận Bluetooth rồi nha. Rất là dễ sử dụng. Đây nè, ở Bluetooth đó. Đó, con này máy là full chức năng. Đây, ở Bluetooth chúng ta đã nhận ok, nghiêm chỉnh nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ test hai cái micro. Ở đây sử dụng Echo 2399. Nghe ca thử coi như thế nào nha anh em. Đó, mic 1 echo vang vọng ngon ngon lành nha, full nha, full chức năng. Máy hình thức còn đẹp luôn, giá trị 650. Alo, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2. Ngon lành cành đào nha anh em. Đó, thì chỉnh volume thì đầy đủ, nó đều ghi nè, echo, bass, chép và volume của mic nè, mic 1 và mic 2 có ghi đầy đủ, thì anh em về tự nghiên cứu sử dụng rất là dễ nha anh em. Rồi bây giờ mở nhạc lên lại. Đó, giá chỉ 650k. Dây giờ chúng ta có thể nghe FM hoặc xài Bluetooth hoặc xài tín hiệu bông sen tùy. Đó, có nút công tắc điều chỉnh. Máy hình thức là bao duyên nha anh em. Bluetooth
đề đây nè, tăng khô tròn. Đó, tăng khô tròn có quạt tản nhiệt ha, và chạy bốt sò. Máy huyết kế dây cáp hết nha anh em, 650k giá này không bao ship nha. Đó, hàng đẹp tuyển chọn. Đây chạy được tín hiệu bông sen và tín hiệu của Bluetooth thì nhắn công tắc ở đằng trước nha anh em. Đó, lo thì gắn ở đây. Còn điện 12V thì chúng ta sử dụng ở đây, xài điện bình luôn. Đó, điện bình thì gắn vô đây, gắn đúng cực nha anh em, cực âm cực dương nè. Đó. Quá đã, 650k. Nắp đẹp luôn nha. Đây. Đó, nắp đẹp lan can nha anh em. Đó, rồi clip mình test con máy như thế, hiệu âm ly nè, Sunbot TAV6188BT ở model anh em. Rồi clip mình quay tới đây kết thúc, chân thành cảm ơn anh em đã xem video nha. Đó, bác nào hết liên hệ em đặt hàng liền, mua hàng cọc trước giùm em nha. Rồi, bye bye. Quýnh được lo 2 tắc nha anh em, 2 tắc rưỡi luôn. Con 3538 được luôn.